là người xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Đúng 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 ăn. Bà này lãng gì đâu mua. Lúc nào hoàng á? Giận à? Anh. Cắn ghê. Cắn gì? Tưởng tượng như mà anh mất cái lỗ mũi sao ta? Không mà khùng quá bà ơi. Tự nhiên mất lỗ mũi cho tôi thở. Nữa nữa. Trời bữa nay bà giống ác quỷ quá. Thôi. Mà lúc ăn đi không mà. Mở cửa. Chết cha. Có khách, có khách. Rồi. Làm mất hứng nữa. Xin trân trọng kính chào hai anh chị. Hai anh chị chào, chào cô. Xin trân trọng giới thiệu, em là bạn của Linda Hường. Chính xác là gái Hường đó. Người con gái đã 35 tuổi, thích men mà không có thích mé dịch, cho nên là ế chảy dài cho tới bây giờ đó. Em Lily, bạn của Linda Hường, mới từ America trở về. Ủa Hường đâu có nhà? Hường nó đi công tác rồi, 2 ngày nữa nó về. Không mấy có gì là 2 ngày nữa em con... Em biết mà. Em biết là Hường đi công tác 2 ngày nữa mới về. Hường có nói với em rồi. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm đi, em về đây tới cả tháng lận, cho nên á chờ Hường 2 ngày cũng không có vấn đề gì hết cả. Em với Hường á là bạn thân của nhau. Cho nên á anh chị cũng như là anh chị của em. Nhà của Hường cũng giống như nhà của em. Em sẽ vô phòng của Hường chờ. Hai anh chị đừng có lo gì hết nha. Ở đây luôn. Không sao. Hai anh chị đang hoạt động tình cảm gì thì cứ hoạt động tiếp tục đi. Em không có làm phiền cho mình lo. Mà con Hường mà nè. Ủa sao gì mà tự nhiên rồi đi vô nhà mình luôn vậy trời? Bạn Hường. Hường gọi nè. Alo. Alo, chị hả? Chị tiếp nhỏ Lily giùm em với nha. Chị cho nó ở trong phòng em đi. Nó vui tính dữ lắm, nó không phiền anh chị đâu. Em với nó là bạn thân từ hồi đi học á, nên lần này nó về, em muốn nó ở chung với em luôn. Vậy nha chị. Trời ơi, cái con này thiệt tình à. Nói gì? Nghĩa là nó cho con nhỏ này ở đây mà nó không nói mình tiếng nào trước hết trơn trời á. Thì biết rồi, thôi vậy đi chứ không thôi mắc công gì Hường nặng nhẹ nữa, mệt nặng lắm. Nặng nhẹ gì, giờ ập vô nhà rồi, thôi đi vô đi chứ đứng đây rồi lát người ta vô trong người ta gom đồ hết à. Ăn chưa quá à. My God. Chào hai anh chị. Lily muốn đi tắm. Lily muốn gội đầu. Ở nhà mình á có máy sấy tóc không hả chị? Có. Trên tầng 2 á. Trên tầng 2 bên phía tay trái đó cưng. Đi. Tầng 2. Tôi sẽ trả. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị làm anh ngộp thở kìa. Sao anh quen rồi cưng? Lily sẽ lên quần tắm. Vừa tắm vừa ăn nho. Thôi đi tắm đi. Gì nữa vậy? Oh my god. Sao nho ngon quá. Ê, cảm ơn chị. Ôi trời nó bạn như tưởng như tao đang coi mình hẹn hộp đó. Không chết luôn à. Thì giờ coi đi. Coi gì nữa, hôm qua mất tiêu cảnh hay rồi. Nó mệt ghê vậy. Có gì đâu la với vậy. Hay thì mình coi tiếp thôi. Phim đang hay. Hai anh chị. Ủa nữa hả? Lily muốn đi tắm, Lily muốn gội đầu. Nhưng mà Lily chợt nhớ là Lily đói rất bụng. Ăn nho dẫn tới bụng. Ở nhà mình có gì ăn không vợ? Có. Dưới bếp chị nấu nhiều lắm, xuống ăn đi. Cảm ơn anh chị. Cái gì nữa vậy? Coi đi, coi tivi. Thôi dẹp đi. Hay gì nữa, con trận trận treo hoài mà bị khùng với nó. Không coi đâu, mệt. Mẹ ơi, đây là gì vậy? Hai anh chị, hai anh chị cũng muốn ăn cùng Lily không? Nhìn gì dữ vậy? Làm như tụi đó gì chưa thấy vậy? Không ăn uống gì hết trơn trời á. Trời ơi, một con Hường nó chịu không nổi rồi. Bây giờ còn dắt thêm con Ly con Tắc về đây nữa. Chắc tôi chết quá.
Nè, chị là ai vậy? Nè, trời, trời, nè, là ai vậy? Oh my god. Nè. Không chấp nhận được. Nè, chị quá đáng, vô phòng tôi. Trả lại đây cho tôi. Má ơi. Trời ơi, Hoàng ơi là Hoàng, khuya quá rồi mà con kêu má làm chi vậy? Má, má coi nè. Hả? Sao cô ở trong phòng con trai của tôi? Ờ thì... Ờ thì cái gì? Ôi đất ơi, vậy là cô làm gì con trai tôi rồi hả? Xin lỗi chị nha, Lily không hề có nhu cầu với trai trẻ này nha. Mặc dù nhìn cũng ok đó. Má, ok cái gì? Má suy nghĩ cái gì vậy? Vậy con hỏi má nè, trong nhà mình phòng con nữa, má cho người lạ vô, má không có nói con tiếng nào hết vậy? Trời ơi, má cho người lạ vô hồi nào? Vậy đây nè, ai tự nhiên vô phòng con? Oh my god, sao Hương lại ngủ chung với cháu trai của mình? Hai người cũng lớn rồi, sao ngủ cái giường nhỏ xíu vậy? Cái gì đi xa vậy? Ai ngủ chung với cháu trai? Bà tự bịa ra. Phòng của Hương đâu phải ở đây. Phòng của Hương là ở trên lầu 1 kìa. Oh, sorry. Đó là lỗi của Lily. Lily trả vào nhầm phòng. Ờ, nhưng không sao. Chính vì vậy thì Lily lại có dịp để làm quen với cháu của bạn mình. Xin chào Hoàng. Bạn chị Hương hả má? Đúng rồi. Dạ, chào gì? Oh no, với Hương có thể gọi là gì, nhưng với Lily, Hoàng chỉ còn gọi bằng em, bằng bạn, hoặc bằng chị là được rồi. Dạ, dạ, chào chị. Okay. Trời ơi, trời. Sao mà kéo dữ vậy? Ok, giống như nàng tiên cá bị mắc cạn. Xin lỗi, Ly không ngờ là sức quyến rũ của mình mạnh đến nỗi Hoàng không đứng nổi. Năm qua. Thôi, bây giờ Lily xin phép được về phòng của mình đây. Này, Hoàng, xin mời Ly lên phòng cho Lily nhá. Để tôi làm, tôi xách. No! Nếu như chị xách thì thôi để Lily tự xách cho rồi. Thôi được rồi, được rồi. Vậy tôi xách được không? Dạ, oh no. Như đã. Vậy? Cảm ơn anh. Nếu như anh có nhu cầu xách một cái gì đó thì tốt nhất là nên xách chị nhà nhá. Không có được. Chúng mình cũng đi thôi Hoàng ơi. Xách lẻ rồi đi xuống cho mẹ đó nha. Con biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh chị. Good night. Không có chi. Hưởng rước con điên vô nhà đó không thấy chưa? Điên gì không biết nữa, bạn của Hương mà. Còn ông nữa hả? Mà sao ông ngủ đi, chui xuống đây làm gì? Muốn nhìn hai giây hả? Nữa, bà nói bậy không à. Tại tôi thấy ở đây ôm sùm, tôi tưởng ở đây có mở dạ tiệc. Tôi chạy qua tôi coi coi cái gì, ai về đâu thấy gì đâu. Mà bà đừng có ghen vậy, tôi bạc hai túi tóc rồi bà ghen tào lao quá vợ. Cái gì đi thôi, để nó khiêng qua ly lỡ lên trển rồi nó làm gì con bậy bà. Bà nói làm sao vậy, dù sao cũng dai dế là vì cháu mà. Làm sao có chuyện gì vậy xảy hả? Ra được. Ai tin, ai nhắn tin về này nè. Ai nhắn tin? Hường nhắn tin. Đọc nó nhắn gì? Chị ơi, thằng Quy Hoàng nó làm cái gì bạn em mà bạn em khen nó đẹp trai, ga lăng phong độ quá trời. Trời. Khiến em nở lỗ mũi luôn. Trời đất ơi, sao tự nhiên khen con tôi vậy trời? Ừ. Vậy là nó làm gì con tôi? Để được. Tao nói không có gì đâu. Trời ơi, nó hại chết thằng nhỏ rồi mình ơi. Oan gia trời là